Pep Guardiola ôm De Bruyne nói trong nước mắt về cú ăn ba, gây bão. Pep Guardiola gây bão với khoảnh khắc ôm Kevin De Bruyne nói trong nước mắt sau khi Man City hoàn tất cú ăn ba với thắng lợi trước Inter Milan ở chung kết cúp C1. Man City vừa tung đoạn phim về trận chung kết Champions League với không ít những khoảnh khắc lần đầu các fan được chứng kiến. Tại đây, người hâm mộ cuối cùng cũng có thể nghe rõ chính xác những gì Pep Guardiola nói trong nước mắt trong lúc ôm chầm lấy De Bruyne, người phải rời sân từ sớm vì chấn thương sau trận đấu. Trong khi ngôi sao người bị nói lời cảm ơn người thầy của mình, Pep Guardiola ôm chặt De Bruyne, thốt lên trong nước mắt, chúng ta làm được rồi, chúng ta làm được rồi, 7 năm chiến đấu, chúng ta đã làm được, chúng ta đã làm được, Kevin, bây giờ chúng ta đã đạt cúp C1 được rồi. Khoảnh khắc thầy trò giữa họ thực sự gây bão với người hâm mộ. Một người dùng Twitter bày tỏ, giọng điệu run rẩy của Pep và cái ôm chặt giữa họ thật cảm động. Tôi ước chúng ta có thể giữ họ ở Man City mãi mãi, người thứ hai lên tiếng. Phán thứ ba chỉ ra sự quan trọng của Pep Guardiola và De Bruyne ở Etihad, hai người là nền tảng cho thành công ở Man City. Họ mà đi thì coi như hết. Đây là lần thứ ba trong sự nghiệp cầm quân, Pep Guardiola giành được chiếc cúp C1 sau hai lần ẵm cúp cùng Barca. Tuy nhiên, với De Bruyne là lần đầu tiên, cũng như là đầu tiên với Man City. Vào 2021, Man City của Pep Guardiola đã vào đến chung kết, nhưng để thua Chelsea bởi bàn ghi nhất của Kai Havertz. Pep Guardiola trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử bóng đá giành được cúp ăn ba với hai đội bóng khác nhau. Ông cũng giúp Man City làm được điều tương tự như MU, trở thành đội bóng Anh thứ hai chiến thắng cả ba danh hiệu trong một mùa giải Premier League, FA Cup và Champions League.